Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Trường Linh, mình đến từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và hiện mình đang là sinh viên khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mình có sở thích là ca hát và đi du lịch. Rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả quý vị dành tặng cho các thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung